ở nội dung tiếp sức 4x400m tiếp sức hỗn hợp. Và trao đổi sau khi giành huy chương vàng thì ban huấn luyện của đội Điền Kinh 4x400m cho biết họ đã bàn bạc rất kỹ lưỡng về chiến thuật cho nội dung đó. Và chúng ta cũng đã có những sự điều chỉnh tạo ra sự khác biệt. Các vận động viên nữ chạy trước một chút để đón gậy sau, để cho các vận động viên nam gánh thêm một chút đường. Bắt đầu nội dung tiếp sức 4x100m nữ. Vận động viên Việt Nam đang có phần hơi bị đuối sau hai lượt trao gậy đầu tiên. Rất cố gắng để bắt kịp Thái Lan. Thái Lan đang chạy đi rất nhanh. Và bây giờ sẽ là người cuối cùng. Sẽ rất khó để cạnh tranh tấm huy chương vàng. Vậy đầu tiên sẽ là một vận động viên của Thái Lan. 44 giây 25. Và như vậy là đội Điền Kinh nữ 4x100m của Thái Lan đã bảo vệ thành công huy chương vàng. Họ rất nhanh. Thêm một huy chương vàng nữa cho Điền Kinh Thái Lan tại kỳ đại hội năm nay. Và cũng là huy chương vàng kỳ SEA Games thứ 3 liên tiếp ở nội dung tiếp sức 4x100m nữ của Điền Kinh Thái Lan. Ở 100m đầu tiên thì người Thái không phải là những người có được vị trí tốt nhất. Nhưng trong những đường chạy tiếp theo thì các vận động viên của Thái Lan đã bứt phá rất mạnh mẽ. Và người chạy cuối cùng của họ cũng đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Huy chương vàng thuộc về Thái Lan, huy chương bạc thuộc về đội tiếp sức 4x100m của Việt Nam. Và huy chương đồng là Malaysia. Bốn giây 24.